bộ phim hành động đặc sắc của Ấn Độ vừa được ra mắt năm 2023 đã đến rồi đây. Những cảnh đấm đá kịch liệt trong phim cực kỳ đã mắt. Không nói nhiều nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Một người đàn ông đang bị kẻ địch dùng hình ép cung. Nhưng dù đánh đến mệt người mà bọn chúng vẫn không moi được chút tin tức có ích nào. Khi kẻ cầm đầu lại gần quan sát anh ta thật tỉ mỉ thì mới phát hiện, người đàn ông trước mắt này chính là đặc công đỉnh cấp nhất Ấn Độ tên là Pathan. Kẻ cầm đầu chuẩn bị nổ súng giải quyết Pathan thì mới phát hiện ra, còng tay của Pathan đã bị mở ra, nên anh liền bật người dậy đá bay tên cầm đầu. Sau đó anh lại cầm gậy lên rồi bắt đầu màn biểu diễn của mình. Pathan trói tên cầm đầu ở chân máy bay, rồi lấy kính đen đeo lên trông thật ngầu lòi. Khi kẻ địch lấy hỏa tiễn ra để tấn công thì anh cũng chỉ ung dung mở pháo. Sau đó lại bắt đầu quét sạch đám kẻ địch kia. Cách đây không lâu, một người đàn ông thần bí đã dùng hỏa tiễn tấn công một chiếc xe cảnh sát. Sau đó, anh ta lao đến chỗ xe cảnh sát bắt lấy hai nhà sinh vật học người Ấn Độ. Sau khi Pathan biết tin thì lập tức giẫm ga lái xe đuổi theo. Rất nhanh sau đó, anh đã nhắm được chiếc xe mục tiêu. Hai chiếc xe bắt đầu triển khai một màn đọ tốc độ ngay trên đường quốc lộ. Nhưng cuối cùng thì xe của Pathan vẫn bị đối phương đánh bay. Lúc này đối phương cũng tháo mũ bảo hiểm xuống để lộ gương mặt thật. Người đàn ông này tên là Jim, từng là một đặc công lợi hại không thua kém gì Pathan. Bây giờ anh là kẻ cầm đầu một đoàn lính đánh thuê làm đủ mọi chuyện ác trên đời. Jim đã chuẩn bị một chiếc máy bay trực thăng để đón nhà sinh vật học đi. Nhưng khi hắn vừa mới kéo được có một vị, thì máy bay của Pathan đã đuổi đến nơi. Hai bên lại bắt đầu một trận chiến bằng xương bằng thịt ngay trên nóc xe. Lúc này quan chỉ huy Ấn Độ ra lệnh nâng cao chướng ngại vật. Xe hơi không kịp tránh nên đã đâm sầm vào chướng ngại vật, hai người cũng bị hất bay lên không trung. Cả hai đều bắt được sợi dây nối giữa hai chiếc trực thăng. Dù đang đung đưa trên dây thì họ vẫn không quên đánh nhau. Sau đó cả hai nhảy lên trên một chiếc xe buýt. Hai người quyết tâm phải phân định thắng thua, nhưng giờ họ lại chuẩn bị đối mặt với một tòa nhà cao tầng. Nếu không cắt đứt dây nối giữa hai chiếc trực thăng thì cả nhà sinh vật học và hai người đều phải bỏ mạng. Không còn cách nào khác nên Pathan đành để cho chiếc trực thăng kia bay đi trước. Lúc này Jim lại bắt lấy đầu còn lại của dây thép, rồi ung dung thoát khỏi hiện trường cùng với trực thăng ngay trước mắt Pathan. Sau đó Pathan bắt đầu truy tìm tung tích trên các trang web đen. Cuối cùng thì anh đã phát hiện được manh mối thông qua tài khoản của một bác sĩ người Pakistan. Rất nhanh sau đó, anh đã phát hiện ra Rubai trong một khu nghỉ dưỡng ở Tây Ban Nha. Trong lần gặp đầu tiên thì anh đã bị sắc đẹp của cô thu hút. Khi anh theo dõi Rubai đến một hồ bơi ngoài trời thì phát hiện ra Jim. Khi Rubai vừa nổi lên mặt nước thì anh cũng biết là mình đã rơi vào bẫy của Jim. Ngay sau đó, một đám giang hồ cầm vũ khí bao vây lấy anh. Jim nhân cơ hội này mời Pathan vào tổ chức của mình nhưng lại bị anh từ chối thẳng thừng. Nếu như hắn không sở hữu được một người mạnh mẽ, lợi hại như Pathan thì hắn liền hạ lệnh tiêu diệt tận gốc. Sau đó hắn liền lên trực thăng bay đi mất, chỉ để lại một đám tay sai giải quyết Pathan. Nào ngờ đám tay sai còn chưa kịp làm việc thì Rubai đã ra tay trước. Sau một loạt động tác đẹp mắt thì tất cả kẻ địch trước mắt đã bị vật ngã. Khi cả hai chuẩn bị chạy trốn thì lại bị kẻ địch cầm vũ khí đuổi theo, hai người không còn cách nào khác nên đành phải trốn dưới tảng đá. Lúc này Pathan phát hiện Rubai bị trúng đạn ở phần bụng. Khi ân nhân cứu mạng bị thương thì Pathan liền phẫn nộ cầm súng lên. Sau khi đẩy lùi kẻ địch thì anh liền kéo tay Rubai chạy trốn dưới màn mưa đạn, rồi nhảy xuống biển chạy thoát thành công. Sau khi trò chuyện với Rubai một hồi, thì anh đã biết chuyện Jim sẽ đến Nga để mua một lô vũ khí bí mật. Để có thể làm rõ mưu đồ của Jim, hai người liền di chuyển đến một tòa tháp cao chọc trời ở Wichita của Nga. Bên trong tầng 92 của tòa nhà này có giấu một chiếc két sắt an toàn nhất thế giới. Đây là két sắt an toàn nhất trên thế giới này. Cho dù bạn có dùng bom đạn hay là vũ khí thì cũng không thể phá hủy được nó. Chìa khóa để mở được két sắt này là hai mảnh khóa điện từ riêng biệt. Hai mảnh khóa đó phải cảm ứng với nhau thì cơ quan mở két sắt mới được khởi động. Để ngăn không cho những tên trộm đột nhập vào két sắt lấy trộm đồ, nên hai mảnh khóa được chia nhau ra, cho hai vị cổ đông ở cách tòa tháp lần lượt là 12 km và 6 km. Sau khi họ lấy được hai mảnh chìa khóa, thì phải mở được két sắt ra trong vòng 10 phút. Nếu không thì họ sẽ bị hệ thống bảo mật nhốt lại bên trong két sắt. Rubai lợi dụng sắc đẹp của mình để khiến hai vị cổ đông kia đặt tay lên đùi mình. Nhờ vậy mà Pathan có thể dễ dàng lấy được dấu vân tay của họ. Hai người chia nhau đột nhập vào văn phòng của cổ đông, rồi dùng dấu vân tay thu thập được để mở khóa. Cả hai phải lấy hai mảnh khóa điện tử của két sắt ra cùng một lúc. Sau đó hai người lại đến sân thượng rồi thả khinh khí cầu mà mình đã chuẩn bị sẵn lên không trung. Lúc này hai chiếc máy bay cỡ nhỏ cũng kịp thời xuất hiện. Hai người lợi dụng khinh khí cầu móc vào máy bay để di chuyển đến tòa tháp Wichita. Họ nhất định phải đến được tòa tháp trong vòng 10 phút, nếu không thì mọi kế hoạch đều sẽ tan biến. Sau khi máy bay bay qua đỉnh tòa tháp thì hai người cũng cắt dây để rơi tự do. Cảnh quay này nguy hiểm đủ để khiến chúng ta thót tim. Cuối cùng thì hai người đã vào được nơi để két sắt. Họ đặt khóa điện tử vào vị trí được quy định sẵn để mở khóa. Bánh xe bên trong bắt đầu chuyển động, cánh cửa lớn nặng nề cũng từ từ mở ra. Bây giờ họ chỉ còn lại hơn một phút, khi thời gian vừa hết thì chuông cảnh báo cũng sẽ vang lên. Pathan không kịp suy nghĩ nhiều mà nhảy thẳng vào bên trong két sắt. Anh lấy ra một lọ chất lỏng màu xanh lục rồi ném kiện tay sang cho Rubai. Anh định bò lên trên thông qua đường ống nước chữa cháy. Không ngờ là Rubai lại lấy ra một súng phun lửa đốt cháy đường ống. Pathan không dám tin người phụ nữ xinh đẹp trước mắt lại có thể phản bội mình. Hóa ra tất cả đều là kế hoạch của Jim và Rubai. Mục đích là mượn tay của Pathan để lấy trộm dung dịch màu xanh lá kia.
chỉ thương cho Pathan, đã bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền, cuối cùng thì bị chính phủ Nga bắt lại. Anh bị đưa lên một chuyến tàu chở đầy những tên tội phạm nguy hiểm. Hiển nhiên là đám tội phạm hung ác này sẽ không để cho Pathan sống sót rời khỏi đây. Khi hai bên đang đánh nhau rất kịch liệt, thì anh bạn Tiger đã kịp đến chi viện cho Pathan. Hai người phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, chỉ trong vòng chưa đến một phút mà cả hai đã hạ hết đám kẻ địch trong toa tàu này. Trong lúc đánh nhau thì Pathan vô tình rút ngòi thủ lôi trên người đối phương. Cả hai nhận ra có điều bất thường nên vội vàng phòng bị. Chỉ một giây sau, cả toa tàu đã bị nổ thành tàu mui trần, còn hai người thì vẫn may mắn sống sót. Nhưng lúc này họ lại phải đối mặt với một lô kẻ địch mới. Pathan làm một cú lộn vòng trên không để dạy bọn chúng cách làm người. Lúc này một chiếc máy bay vũ trang bay đến thả một quả bom đến chỗ toa tàu của Pathan và Tiger. Cộng thêm hai tên binh sĩ vũ trang cầm súng Gatling tấn công về phía họ. Ánh sáng chói lóa của nam chính đã khiến anh bình an vô sự. Nên dù anh dùng thi thể để yểm hộ, thì vẫn có thể giúp bản thân không bị dính đạn. Nhân lúc đối phương thay đạn, thì hai người liền nhảy lên nổ súng giải quyết hai tên lính vũ trang. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn vì chiếc trực thăng vũ trang đã quay lại. Nhưng giờ họ không trốn tránh nữa mà cầm súng Gatling lên đối đầu trực diện. Pathan nhận được tin rằng Rubai đã xuất hiện ở Paris nên anh cũng nhanh chóng có mặt ở đó. Sau đó anh lại dùng súng nhắm vào đầu người phụ nữ khiến anh vừa yêu vừa hận này. Hóa ra Rubai cố ý làm lộ hành tung để báo với Pathan một kế hoạch động trời. Hóa ra dung dịch màu xanh lá mà Jim lấy trộm là một dạng virus đậu mùa. Hắn lợi dụng hai nhà sinh vật học mà mình đã bắt đi để cải tiến lại biến chủng của virus, để biến nó thành loại virus gây bệnh chết người có tính lây nhiễm cao. Jim đang chuẩn bị dùng nó để phát động cuộc khủng bố, mà kẻ đứng đằng sau giúp Jim hoàn thành chuyện này lại là tướng quân người Pakistan. Rubai không thể nào chấp nhận được kế hoạch tàn độc này, nên cố định bắt tay với Pathan ngăn chặn kế hoạch này để cứu lấy người dân vô tội. Khi Rubai dùng ánh mắt chân thành cầu xin, thì Pathan vẫn chọn tin tưởng cô một lần nữa. Jim lợi dụng nhà sinh vật học để chế tạo hai quả cầu chứa virus gây bệnh. Vào lúc hắn chuẩn bị phóng thích quả cầu này, thì Pathan đã dẫn theo 4 đặc công khác nhảy từ trên máy bay xuống. Nơi mà bọn họ hạ cánh chính là nóc của tòa nhà. Sau khi bắn vỡ nóc nhà bằng kính, thì 5 người đã nhẹ nhàng tiến vào nội bộ của phòng thí nghiệm, rồi triển khai chiến đấu. Còn Rubai lại làm nội ứng giúp họ giải quyết kẻ địch ở phòng giám sát. Cô lấy hai quả cầu chứa virus đặt vào trong túi, rồi định đưa nhà sinh vật đi khỏi đây. Nhưng chính vào lúc này Jim lại xuất hiện trước mặt cô. Rubai thấy thân phận của mình đã bị lộ nên cô cũng vạch rõ chiến tuyến đối đầu với Jim. Jim cũng không nhiều lời mà nổ súng giải quyết nhà sinh vật học. Sau đó lại nhảy lên mô tô xông ra khỏi phòng thí nghiệm với cái đuôi Pathan đang đuổi sát đằng sau. Hai người lại bắt đầu triển khai một trận rượt đuổi trong tuyết. Pathan ném ra hai quả thủ lôi định dùng nó để giải quyết Pathan. Nhưng Pathan có hào quang của vai chính nên đương nhiên là chút nguy cơ này chẳng ăn nhầm gì với anh. Pathan nổ súng bắn thủng ba lô của Jim, khiến hai quả cầu kia rơi ra ngoài rồi lăn lóc trên mặt sông đóng băng. Lúc này một chiếc vũ trang đuổi sát sau lưng Pathan, rồi liên tục tấn công về phía anh. Trong lúc nguy hiểm, thì Pathan lợi dụng một con dốc nhỏ để nhảy lên phía trên xe vũ trang. Sau đó anh tiện tay thả một quả thủ lôi vào trong buồng lái khiến chiếc xe vũ trang kia nổ tan tành. Lúc này Jim đã nhanh tay lấy được một quả cầu chứa virus đậu mùa đột biến. Quả còn lại thì bị Rubai xuất hiện và lấy đi mất. Jim vẫn nộ ném ra một quả thủ lôi khiến mặt băng trước mắt Rubai vỡ ra tạo thành một lỗ hổng. Rubai không kịp tránh nên cả người và quả cầu đều rơi vào trong hồ nước băng giá. Điều này khiến Pathan đang đuổi theo Jim phải do dự. Còn Jim thì đứng đằng xa quan sát một vở kịch hay đang được công chiếu. Cuối cùng thì Pathan vẫn quyết định nhảy xuống biển cứu Rubai và cả quả cầu. Pathan đã tiến hành thẩm vấn một tên đàn em để lấy được thông tin về địa điểm mà Jim chuẩn bị tấn công. Rất nhanh sau đó, họ đã biết tin đoàn lính đánh thuê của Jim đang tập trung ở Afghanistan. Nhóm của Pathan ngụy trang thành nhà sinh vật học để trà trộn vào trong căn cứ địa. Họ đã khống chế đám người kia tại chỗ, nhưng Jim gian xảo lại nhân cơ hội kích hoạt bom. Chỉ trong chốc lát mà tiếng súng đã vang lên khắp bốn phía, căn cứ địa loạn xì ngầu, còn Jim cũng nhân cơ hội này chạy thoát. Pathan ra lệnh cho cấp dưới tìm cách ngăn không cho quả bom phóng ra, còn mình lại đuổi theo hướng mà Jim đã chạy trốn. Jim đeo cánh phản lực nhảy thẳng xuống vách núi, Pathan quyết tâm rằng lần này anh sẽ không thể thả cho Jim trốn thoát nữa. Anh cũng đeo cánh phản lực đuổi theo sau, hai người lại bắt đầu một cuộc truy đuổi trên không. Khi cấp dưới của Pathan đang tìm cách tháo gỡ thiết bị phóng bom, thì lại bị một loạt kẻ địch tấn công. Rubai cố gắng nổ súng đánh trả để tranh thủ thêm thời gian cho cậu. Cô dùng khẩu súng Gatling tấn công liên tục về phía kẻ địch khiến bầu không khí trở nên nóng vô cùng. Nhờ vậy mà cấp dưới của Pathan đã kịp hóa giải nguy cơ, nhưng khi Rubai mở ra kiểm tra, thì mới phát hiện bên trong không hề có quả cầu chứa virus gây bệnh, bọn họ lại bị Jim lừa rồi. Rõ ràng đây là cách để thu hút sự chú ý của họ, còn quả cầu đã bị đưa đến một nơi khác. Lúc này Pathan đang bị Jim đuổi ngược lại, nên anh đã điều khiển cho cánh bay vòng lên trên. Sau đó lại cho cánh phản lực phát nổ, rồi cầm dao lao thẳng xuống chỗ Jim. Sau khi Rubai tiến hành ép cung thì mới biết được thông tin từ phía kẻ địch. Lúc này quả cầu chứa virus đang nằm trên một chiếc máy bay thương mại lái đến thủ đô Delhi. Không những thế, thiết bị kích hoạt đang nằm trong tay Jim, nên Pathan phải lao đến chỗ Jim ngay. Hai bên đã bắt đầu một trận chiến không vũ khí ở trong căn nhà gỗ. Sau đó không lâu thì cơ trưởng cũng phát hiện ra quả cầu chứa virus ở trong máy bay. Bây giờ chỉ còn 4 phút nữa là quả cầu sẽ phát nổ, nhưng trong máy bay lúc này lại có hơn 300 hành khách bao gồm cả trẻ em. Cơ trưởng cầu xin chỉ huy quan đừng bắn rơi máy bay nhưng lại bị từ chối thẳng thừng.
chỉ huy quan quyết định không thể để máy bay này đáp đất nên đã ra lệnh phóng đạn tấn công. Khi máy bay sắp bị bắn rơi thì Pathan và Jim vẫn còn trong thế giằng co. Khi thời gian đến khi quả cầu phát nổ chỉ còn 30 giây, thì Pathan đã đưa ra một quyết định táo bạo. Anh lao thẳng đến chỗ Jim để con dao trong tay hắn ta đâm thẳng vào cơ thể của mình. Jim cứ nghĩ rằng đây là đòn liều mạng cuối cùng của Pathan. Nhưng hắn không biết rằng Pathan làm vậy để dương đông kích tây, lấy đi thiết bị kích hoạt. Khi thời gian chỉ còn lại 2 giây thì anh đã ấn nút dừng thành công. Sau khi bộ chỉ huy biết được thì lập tức ấn nút hủy bỏ hành động. Tất cả hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đều được cứu. Không chỉ Delhi mà cả thế giới này đều được Pathan giải cứu. Khi Jim thấy kế hoạch mà mình mưu tính đã lâu bị hủy hoại trong chớp mắt, thì hắn liền phẫn nộ tấn công về phía Pathan. Nhưng Pathan đã sớm nhìn thấu chiêu thức của hắn, nên anh đã tóm lấy rồi hất bay hắn xuống dưới vực sâu. Từ đây thì Jim cũng phải trả giá thích đáng cho hành vi phản bội quốc gia của mình. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Đây là bộ phim hành động mới được lên sóng của Ấn Độ tên là Pathan. Nếu nói đây là một bộ phim hành động thì chi bằng nói nó là một bộ phim thần thoại. Vì nam chính có thể làm tất cả những chuyện nguy hiểm mà tính mạng vẫn được bảo toàn. Nhưng cả bộ phim vẫn có những cú twist đáng để xem, chứ không phải là một bộ phim không có não. Nếu xem xét về tổng thể thì cũng rất đáng để theo dõi, nên khuyến khích các bạn có thể tìm xem nguyên bộ. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.